Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn với các em ba cách vẽ hình thang cân bằng thước và compa. Thứ nhất là chỉ sử dụng thước. Cách 1. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ hai đường thẳng song song. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng phụ vuông góc của hai đường thẳng song song này. Lấy cặp điểm nằm trên đường thẳng song song sao cho khoảng cách từ các điểm tới đường vuông góc bằng nhau. Giả dụ trên đường thứ nhất, thầy vẽ điểm A và điểm B thì khoảng cách từ điểm A và điểm B tới đường vuông góc này là bằng 2 cm. Ở đường thứ hai thì thầy lấy điểm C và D sao cho khoảng cách của điểm C và điểm D tới cái đường thẳng vuông góc này bằng 3 cm. Nối các điểm A, B, C, D, ta được hình thang cân A, B, C, D. Cách 2. Trước tiên ta vẽ đáy DC. Giả sử như đáy DC bằng 5 cm. Vẽ một đường thẳng song song với đáy. Đường thẳng D. Trên đường thẳng D lấy một điểm A sao cho khoảng cách từ điểm A đến điểm D sẽ bé hơn khoảng cách từ điểm A tới điểm C. Tiếp theo thì ta sẽ vẽ một đường DB sao cho khoảng cách từ điểm D đến điểm B chính là bằng độ dài của đoạn thẳng AC và điểm B này phải thuộc đường thẳng D. Nối ABCD ta được hình thang cân ABCD. Thứ hai là sử dụng thước và compa. Đây chính là cách thứ ba. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ vẽ đáy DC. Giả sử DC có độ dài bằng 5 cm. Tiếp theo cũng vẽ một đường thẳng song song với đáy. Trên đường thẳng này cũng lấy điểm A sao cho AD sẽ nhỏ hơn AC. Dùng compa sao cho khoảng cách của compa sẽ chính là bằng khoảng cách của đường chéo AC. Vẽ đường tròn tâm D bán kính bằng độ dài của đoạn AC. Cắt đường thẳng song song với DC tại điểm B. Nối ABCD. Ta được hình thang cân ABCD.